Vâng, và em mới về được một hàng hot hàng hot cho các bác đây, đó là Aquafine i303 Gold nha các bác. Rất mới nha. Hàng các bác nào mình sưu tầm và đang muốn tìm một con Aquafine để chơi loa JB loa thằng loa. Và hầu hết cái hãng Aquafine á thì những dòng âm ly của nó tích hợp rất là hay và trang bị âm thanh loa nét lên tới 3 cấp độ, nên là các bác mình ghép loa Nhật hay là loa những dòng loa khó tính đều rất là ok nha. Và tiếng Aquafine thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Ở Nhật Bản Aquafine gọi là đình đám ấy. Đây là những con i303 rất là nổi trội, chạy sò sét nha các bác, 8 sò sét rất mới nha. Trước tiên em mời các bác cùng nghe thì mời rồi các bác ngắm đồ đẹp của nó nha. Đây là ba lăng này, đường tín hiệu đầu vào này, chọn này, hai cái cây đèn vô khi nghe nhạc nó sẽ đấy. Đấy, rất mới nha, hàng sưu tập. Bác nào mình muốn sở hữu em này thì alo liền cho em Chiến nha. Bắt chép này, tách lo nét này, lo nét cấp độ 1 này, lo nét cấp độ 2, cấp độ 3 thì vẫn uy lực luôn. Chơi hai cầu loa AB, A kèm B, A kèm B này các bác, máy đẹp lắm nha các bác. Giá thì 32 năm bao gồm phí ship, con này mới về trong chiều nè nha, 32 năm bao gồm phí ship nha các bác, dây nguồn theo máy luôn nha. Đấy, em kém test để các bác cùng xem luôn, mới về trong chiều nè. Rồi sau đây mời các bác cùng mình xem chi tiết của con máy luôn nha. Em Chiến chào tất cả các bác nha. Đây là con Aquafine i303 em mới về. Bác nào mình có nhu cầu cũng như là xem con này, thứ nhất là này đẳng cấp đó các bác, tiếng hay và trưng bày đẹp, đánh những dòng loa xịn sò cao cấp như là JB, Tannoy, hoặc là chơi những dòng loa Nhật châu Âu, những dòng loa cây của BBK vân vân đều rất là ok. Trong những em này thì cũng không có thể chê vào đâu được về chất âm cũng như hình thức. Trang bị lo nét 3 cấp độ, đánh hai cầu loa AB, A cộng B, chạy 8 sò sét. Rất đẹp nha các bác. Đây là phía trên của con âm ly này. Con này về trong chiều nay, dây nguồn theo máy nha. Rất đẹp. Mạch nó là mạch màu vàng gold 303, i303. Mời các bác cùng xem đồ đẹp nó đã. Đây, gọi là long lanh cành đào luôn nha. Đấy, đây là hai cái đồng hồ vu khi nó hát thì sẽ nó vẫy vẫy rất là đẹp. Điện áp 100V, hình như con này có 4 cầu điện đó các bác, nhưng dòng này thường thường trang bị 4 cầu. Đấy, đây hai cảm loa âm dương được cái dựa trên này nha, đã các bác để ý nha. Đấy, nó trang bị 4 cầu này, có chuyển cầu điện nha. Mình có thể xài điện 100V hoặc là chuyển qua điện 240 mình xài bình thường nha. Điện Việt Nam chúng ta dao động khoảng 240V á. Đẹp xuất sắc nha. Rồi đi vào luôn bên trong để các bác cùng ngắm vẻ đẹp. Đặc trưng của dòng i303 là nó xuất xe 7 màu nha các bác, nó hay cái điểm đó. Series 303. Bác nào chốt con này thì alo. Con này về trong chiều nay và hiện tại em chỉ còn một con duy nhất là con này thôi. Rất là đẹp luôn nha. Hàng sưu tầm của nhà hàng em tuyển về để phục vụ các bác đây. Rồi, em mời các bác cùng ngắm nha. Các bác ngắm trên tivi hoặc là ngắm điện thoại. Điện thoại thì bật chế độ Full HD lên thì các bác xem như là em que thôi, không khác gì trơn. Nên là các bác ở xa mình mua hàng cũng như là xem kỹ trên đây, em que và giới thiệu. Giá con này là 32.500.000 đã bao gồm phí ship nha các bác. 32 năm đã bao gồm phí ship. Bác nào chuyển không đủ em bớt 300.000. 300.000 đó là tiền phí tu hộ và cũng như là em có số tiền để em tiếp tục nhập hàng, khỏi phải chờ 4-5 ngày thì em luôn luôn bớt cái số tiền nhất định cho các bác nha. Còn cọc tiền thì vẫn giá đó, cọc thì 10% trở lên 2-3 triệu gì đó thì em sẽ ship hàng cho các bác thôi. Đối với các bác ngần ngại, còn các bác nào mua hàng bên em nhiều rồi thì có thể chuyển khoản cho em cũng được, không sao hết. Còn ngại thì cứ cọc tiền không sao, em cũng không bắt buộc gì hết. Em thì mua bán rất là nhanh gọn lẹ. Tất cả những sản phẩm em đưa này là bảo hành nguyên zin hết nha, hoạt động hoàn hảo nha các bác. Rồi sau đây mời các bác cùng đi vào bên trong luôn. Các bác nào chưa đăng ký kênh này để theo dõi kênh, hãy ấn vào nút đăng ký, một like hoặc và để ủng hộ kênh. Vâng, mời các bác cùng đi vào đây và xem cùng em. Đây là phần công suất của nó này các bác, rất là mới nha, rất là mới. Và mỗi vé là 4 sò sét Hitachi nha bác, nó sẽ sò sét Hitachi nha. Có thấy mới đẹp chưa? Và CC nó là CC 7 màu nha, rất là đẹp. Đấy, 4 sò sét mỗi bên này, tất cả là zin đét hết nha. Anh có thấy sexy bảy màu chưa? Đấy.
Đây cầu chì lò xo này các bác. Đấy. Tăng phô, các bác thấy đồ tăng phô mới tinh chưa? Hai tổ lục nguồn lớn chắc. Nói chung là quá đẹp. Bác nào sưu tầm con này thì alo cho em nha. Em về được một con duy nhất. Nếu mà các bác nào mình yêu mến cái thương hiệu Aquafire này thì ở phân khúc là hai mấy triệu thì em cũng có mã model là Y301 nha. 301 thì 24.500.000 nha các bác. Y301. Rồi bác nào mình chốt con này thì alo cho em nha. À nhiều bác đang xài con này mà đèn vu nó vẫy nhị quá đó, các bác không thấy thích thì các bác mở nắp ra như em này. Đây là hai cái volume mà chỉnh cái đèn vu này. Các bác có thể dùng một tu vít nhỏ nhỏ. Chúng ta mở nhạc vừa chỉnh theo ý thích chúng ta. Và chỉnh sao cho hai bên nó vẫy đều nha. Vẫy đều. Đây này là hai volume chỉnh đèn vu. Trên những con Amply nào có đèn vu là đều có cái volume này chỉnh nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã dành chút thời gian xem video này và ủng hộ kênh.